À, chào các bạn ơi, thì bữa nay tiếp tục đi bông mít nữa cả nhà ơi. Sẵn video này mình sẽ chia sẻ cả nhà về vấn đề sâu đen ha. Thì mình có 3 cách để phòng ngừa sâu đen cho cái mùa mưa này ha. Rồi, mình vừa đi bao trái và vừa chia sẻ cách phòng ngừa sâu đen luôn với cả nhà ha. Thì cách đầu tiên mình để vôi trước khi làm trái cả nhà. Rồi, sau khi bông nụ ra, khi mà bông chuẩn bị nhú hoặc là nó trổ ra nhiều á, tầm khoảng 2 tháng ha, mình có thể mình giải một tử vôi nữa đó. Là cách thứ nhất ha. Rồi, về cái thứ hai thì mình sạch ha, khi mà bông nó chuẩn bị dần nở rồi, đó, nó chỗ đều rồi, sắp nở nha, và cuối thời kỳ thụ phấn, ngừa nấm vi khuẩn nha, để phòng ngừa sâu đen. Cách thứ hai, cách thứ ba là giai đoạn cuối là mình đi tiễn trái cả nha, tiễn trái đi là bỏ sâu đen, đó là nó có 3 giai đoạn chính đó để phòng ngừa sâu đen ha. Sự trái mình bao trước nó cũng lớn rồi các bạn, cũng cái trái 5 ký rồi, 5-6 ký rồi. Trái 4-5 ký có ha. Rồi bây giờ cái tớp bông sạp thì nó là dạng đi trái chuyền mà. Nói chung thì ngay cái tiếng này tức khẩn nha các bạn. Nó rất là ra bông, đợt này cũng khá nhiều á. Bông đợt sau này khá đẹp ha. Thì nó cũng tùy theo mà cái cây mình ăn nữa các bạn. Ví dụ mà dùng nặng trái như trái hái đợt rồi ha, đợt rồi thì đợt này nó sẽ ra trái chìm từ từ. Còn những vườn nào mà trái đợt này không có, trái mới bán tháng 7 này nè, không có bán thì nó sẽ ra nhiều lại. Tại vì cái dinh dưỡng nó đủ á thì nó ra nhiều rộ luôn. Còn đối với những cây chìm như của mình ăn chìm hôm nay, mình lấy trái bán tháng 7, tháng 6 hôm nay đó, thì cây nào nó đủ sức thì nó ra theo, chìm theo ha, nó chìm theo tiếp rồi. Còn cây nào mà nó ăn rồi, nó mất sức thì nó sẽ sững lại, nó đủ dinh dưỡng nó ra bông tiếp nữa. Còn nào mà đủ dinh dưỡng thì nó cũng vẫn ra theo trái theo nha. À, số này mình bao rồi, trái trên đó là gần cắt rồi. Trái cặp thằng gà đúng cái bao các bạn mà không dám bao, sợ bao ngoài mất bao luôn, mất trái mất bao luôn, cho nên là bỏ luôn, không dám bao. Bao trong hàng rào thôi, mình chỉ bao phía trong nè. Cái cây này mới ăn trái được rồi, mới cắt ha, giờ nó ra tiếp được một bông trái nhỏ nữa nè. Như này thì mình chưa có tiễn nha, mình chỉ gọt mấy cái bông nhánh nằm ngoài bìa, cho nó dồn dinh dưỡng nuôi mấy trái chính thôi. Cây này thì đi vét lại mấy cái bông chính hộp luôn các bạn. Cái con nhân đoạn này cũng đi giật mấy lần rồi à, nó cũng vẫn sót nha. Số bông nhỏ sao á, nó lây qua nó lớn lại nhanh lắm. Giật cho rồi đây, quay lưới hái rồi đó, hôm đó qua đến đây giật lấy gai mà cũng sót hoài. Cái nhỏ lớn nhanh lắm, cái cây bảnh cây giữa có 2 trái đó. Thì mình phải đi thường xuyên các bạn, giật mấy trái trên đọt để cho tập trung nó ra bông ở dưới phía phần dưới ha. Cái này cũng mới vừa ăn trái được rồi nè, giờ nó ra bông chậm lại ha, ăn cũng 2 trái đây nè, trên đầu có nó đó, 3-4 trái luôn. Nhà ông coi kỹ cái cây đó đó. Thì sẵn đi mình đem trái theo luôn các bạn, đem trái theo để chim mấy cái trái mà đâu rồi nó bị dính vô kẹt cây á. Ngay giai đoạn nào mình tiễn ha. Trên này mình bao bữa trước rồi nè, trái giờ cũng tầm 4 ký rồi. Giờ bông ở dưới kết tiếp nữa ha. Cái kéo cắt bị gãy rồi, mai xài lưỡi hái nó cắt khó ha, dùng cắt của nó cắt cái nhánh mai gãy. Nghe các bạn, phía góc này là phân hữu cơ đã hơn bên nũ nè, nũ 3 cái tàu dừa ha, nhánh cây khô nè, có gươm nữa. Hôm nay lẻ ra hôm nay nó mục nó rượu chưa, rồi cộng thêm 3 lá nhánh mít của mình ha. À, 3 cái dừa nè.
từ từ nó mọc ra, mọc ra rất là sắp đất ha. Rễ năng thì mình ủ nó thấy nó không có hoàn toàn là mọc hết á, nếu mình xài gấp thì nó không có mọc hết, thì mình cũng gãi ra ngoài clip luôn các bạn, nó gãi như nè. Rồi sau thời gian từ từ cái nắng mưa mình tưới nước á, nó quay mọc. Chỉ lâu lâu mình có pha chi cô mình tưới vô cái đường ống tưới này nè, ok nó phân hủy từ từ. Rồi có gà mình nó bư nữa, sắp lên sắp xuống ha, nó cũng im lắm các bạn. Rồi sau thì mình ủ ba cái phân bò, phân trùng quế ha. Sau này mình sẽ cho nó trả cho cây luôn, hiện tại thì mình đang ủ ha, đang ủ phân trùng quế, nó đang nuôi trùng thì chưa có xài được. Ôi, cái kiện cắt khó các bạn, khó làm ha. Rồi bỏ vô, lấy cái chai chim cái này lên nhập. Đó, chai là mình theo mình chủ yếu chim cái giấy này nè các bạn, trái dính vô kẹt cây ha, nó không bị cắn cái dấu. Để nó cắn cái dấu rồi nó bán nó mất giá, nó bị vớt qua ha, vớt qua hàng một chợ ha, hai cái nhỏ. Cái này cũng là hai bữa nó tới cửa cắt nữa nè, giờ nó ra cái bông trái này mình bao, bao tiếp bông này. Tìm chia sẻ về vấn đề sâu đen các bạn, thì sâu đen nó cũng tùy theo mỗi vườn ha, mỗi cách mà quản lý vườn khác nhau ha, cách chăm sóc thì nó sẽ sâu đen nhiều ít. Đối với cái tháng mùa mưa này ha, mùa này là cái mùa sâu đen mạnh lắm. Và đối với vườn mình đây á, thì mình có sử dụng vôi nha các bạn, đây mình rễ vôi nè, chỗ này là vôi đá mình bung ra, thì nó rải nó cũng có một số lục cục nữa nè, một số thì nó bụi nó đã thấm xuống đất rồi, số thì còn nó quấn cục ha. Đó, thì trước khi làm bông mình có rải một tử ha. Rồi qua thời gian 2-3 tháng á, 1-2 tháng thì mình nó ra bông, bắt đầu nó lú bông mạnh mạnh rồi, mình có thể mình giải thêm một cử nữa ha. Hoặc là ra trái mình giải vẫn được, nhưng mà trước chắc ăn thì mình giải chặn trước đó, để cho ngừa cái vụ sâu đen ha. Thì nó ngừa, nó giảm được một phần thôi các bạn ha. Rồi nó cải tạo được cái phèn nè, lắp phèn ha, rồi năng độ pH này kia cũng yếu lắm. Thì này mình cũng có chia sẻ nhiều rồi đó, nhưng mà mình nói là mình kết hợp nó để ngừa sâu đen. Rồi phần trên thì chúng ta giai đoạn trái nhỏ các bạn, một nhỏ ha, đó nó lú như cái này thì mình vừa nắm với vi khuẩn ha, nắm vi khuẩn cái giai đoạn này các bạn, là bông trái này ha, vừa nắm vi khuẩn vô đó, từ canxi bo, và cũng một phần là nó hạn chế sâu đen ha, ngừa sâu đen cho mình nữa đó. Rồi đến giai đoạn mà trái lớn các bạn, trái lớn thì mình đi tiễn đó, mình tiễn thì mình dòm trái mình để lại bỏ sâu đen ha. Thì mình chủ yếu là dòm trái nào xấu, ra nhăn nheo ha, mình bỏ thì mấy trái đó bị sâu đen. Nhưng mà thật chắc là cái vườn sâu đen á thì không có bị xử lý như mình nãy giờ chia sẻ ha, không có xử lý do này kia á, thì thật ra trái đẹp vẫn bị sâu đen các bạn, chứ không phải là trái xấu đâu. Nhiều khi vườn cắt qua trái đẹp tròn đều luôn, cây đều luôn vẫn sâu đen, do là xử lý của mình không tới ha, mình không có phòng ngừa trước nó vậy nó sẽ bị. Còn những cái vườn mà có phòng ngừa rồi á, nhiều khi các bạn cắt trái xấu quá, chặt thử trái xấu ra cũng không bị sâu đen các bạn. Nhưng mà nó sâu đen nó đặc điểm đặc biệt là mình, nếu mình để ý mình nhận dạng á, thì nhiều cái gai nó nhíu lại mà nó không có điều, nó nhìn nó lợn cợn kỳ lắm, thì cái đó chắc chắn sâu đen ha. Còn những trái mà dạng mà nó mớp hay là nó thiếu một hai gai này kia thì cái vườn có xử lý rồi cũng không bị đâu, không có bị sâu đen, tại vì mình thấy mình có chặt thử rồi. Cho nên mình phòng ngừa sâu đen trước thì nó đảm bảo cái sâu đen của mình là khoảng là 80% các bạn, coi như là ví dụ lỡ cái mùa nó sâu đen dữ lắm á, cắt 10 về trái thì khoảng 2 trái bị ha, hoặc là 1 trái à đó, thì cái nó giảm được cái lượng đó thì cũng đạt rồi, chứ không phải là 100% ha. Còn cái vườn nào mà không có ngừa thường cắt ra nhiều lắm các bạn, 5 năm luôn á. Tiếp qua cái này các bạn, để giúp mình kiếm một trái sâu đen này.
mình thấy gai đó, bạn nhìn thấy cái gai mít nào, mình quay ở trên thì đều ha, ở trên thì gai đều, xuống dưới gần đít nè, lấm tấm ba cái gai nhỏ, cũng như là ba cái muối mè chứ ha, chính là cái cám nào theo, cái da mít đó mà nó lấm tấm ngon không, thì mình thường mấy cái mít này mình loại ha. Cái đầu tiên á, thì đây là cái trái thứ hai, cái bao trái đó chồng, để mình cắt thử trái này ra coi ha, rồi cái gà nó ngậu quá, mình cắt dần ba cái đất lên nè, đó thì cái vườn mình có xử lý rồi, cho nên là nó cũng hạn chế được cái sơ đen nè, chứ đúng ra cái gà này thường cũng bị sơ đen các bạn. Cái da mít mà nhìn nè, nó có bưa lên hiện trạng sơ đen á, thấy không, gai nó là lụm lộ không có đều đó, chỗ này nó hót lỗ nè, còn đây là dính ba cái gai cám tùm lum chứ không có đều gai ha, nó chỉ được cái phần gai ở trên thì nó đều nè. Để mình quay cái bông này, thí dụ cái bông cái gai mít này các bạn, đúng ra gai mít là sơ đen nữa nè, đó sơ đen rõ luôn á nha, để chút mình cắt thử nè. Ở cái vườn nào không xử lý vô ấy là chắc chắn là sơ đen cái này luôn. Nhìn gai, bắt đầu từ cái mít trên ha, thì gai nó đều. Đó, là mình chạy dài xuống dưới đít nè, chạy dài dài xuống, không gai không đều, quay đều, giật nó mất đều ha. Đó, giọng nó còn thấy đó. Không, thì trên một bông này là có ba trái ha. Trái đầu tiên thì trái này là lỗ chắc chắn này, sơ đen rồi ha. Nhưng mà chưa chắc sẽ đen, tại mình có xử lý vô thì cũng chưa chắc sẽ đen các bạn, nó chỉ xấu gai thôi, còn cái không xử lý là có nha, nó tùy theo vườn. Đồng trái thứ hai nè cũng xấu luôn ha, xấu lần xấu sao cái đòn nó dài ha, đòn dài mớp, cái trái đòn dài này muối không nên thân các bạn, bỏ luôn. Vậy nó còn được cái trái thứ ba ha, thì mình sẽ bỏ hai trái lớn ha, rồi trái thứ ba lại để cho nuôi ra nó được không? Được thì mình lấy, không được thì mình bỏ nữa. Và trước khi mình ra thảo ha. Một. Mấy này là cuốn đạt hết ha. Đó, cuốn màu mỡ gà ha. Đạt, nhưng mà do cái trái mít không đạt. Trái gai không đạt. Rồi để chặt trái này ra thử ha. Chặt lão. Sạch sạch cái lưỡi hái ơi. Rồi mình sẽ chặt hai cái cho nó đứt cái rồi. Rồi bỏ cái bụi đi. Đó. Không có luôn các bạn, không có sơ đen luôn nha. Nó chỉ hai dính bụi thôi. Rồi mình sẽ chặt cái trên là gai đều nè ha. Trên này gai đều nó không có. Rồi mình chặt ở dưới cái đít nè. Cái đít là gai nó bị xấu nha. Thử dưới gai nó bị không. Lép muối, đen này đa số là nó có muối một bên, hoặc là lép một bên, ha. Thì ở dưới đít này nó có hiện tượng nè các bạn, có hiện tượng sơ đen nha, cái chỗ gai xấu nè, nó chảy chỉ nè, đó thì mấy cái gai ở dưới này có ha, mà trên gai đều là không có, xuống cái gai bị sần sùi nó có ha, có cũng hết, nó có bên nè, ở chỗ này có muối thì không có nè. Còn bị dắt bên đây ít, nhưng mà trái mít lớn lên sau này nó sẽ nở ra nha, nó sẽ lan ra bự, con lại không mít. Rồi thì đó là cách mình để mình đi loại bỏ những trái sơ đen ha. Giai đoạn này giai đoạn cuối rồi mình đi loại bỏ sơ đen đó, còn giai đoạn sớm là mình người trước là người dễ voi xịt thuốc ha. Rồi rồi tiếp cái khác các bạn ơi. Trái này mình tầm khoảng 1 tháng nữa ha, tháng nữa có hái. Đây là một số bông nó đang thụ phấn các bạn, số bông gà đang thụ phấn, mình đã cho thụ phấn luôn, chưa có tiễn được ha. Đây là đang nhúng mầm ha, đang nhúng bông, tại mấy cây này mới ăn đây nè, mới cắt trái đây nên nó
ra bông quan trọng ha. Đây là chuyện này tiễn bao được nè các bạn. Mình bỏ ra bông này đi, bông này quá xấu rồi. Đó. Bông này tiễn mình bao nè. Để trước khi tiễn dàn kỹ ha, dàn trái kỹ lại. Có sâu xia gì không? Gai có bị gì không? Ừ. Bị bỏ xích gì cắt, nó chích không? Chích thì nó sẽ đấm đen ha. Hay rùi vàng. Rồi mình hả tỉ mình bao ha. Đó thì trước khi bao mình đã có ngựa nó rồi. Ngựa thuốc rồi, giờ mình bao. Rồi bao vô. Này thì đang bông. Vừa là bỏ bớt ra cái bông dưới gốc đi. Dọn dinh dưỡng. Nó xấu thì mình bỏ. Đó. Vừa bông bự rồi. Cái này thì bị sâu ăn các bạn, mà mình xịt nó chết rồi nè. Mình xịt sâu nó chết rồi thì nó tống cái phần đen lại nha. Còn mà sâu còn sống là ăn cái phần nó còn tươi. Nó như này. Để lớn lớn chút mình bao ha. Nó cũng mới vừa thủ phấn xong. Còn sớm quá cũng hay các bạn. Nó lớn lớn chút bao nó mới hay hơn. Nghĩa là mình để cho nó lớn rồi nó đều trái cho mình bao. Rồi khi mình bao giai đoạn này á, trái nó còn giật. Nó còn nhỏ, cái khi mình tháo ra rồi bỏ nữa. Cho nên để cho nó lớn chút. Mình bao luôn. Giờ mới bông quá gần gốc này. Tại vì trên nó có bông các bạn. Trên đang bông ra. Thì cái lượng trái mà đỡ hổm mình làm bông tháng 3 bạn bán nó hổm giữa tháng 6 và tháng 7 á. Thì nó gần hết rồi, nó còn số trái à. Đó, còn nhiều thì nó ra cái bông mới với bông không già mình bao cái vui dẻo trước mình nữa thì bữa nay nó có 4-5 kg rồi. Số này số sao ha, chúc qua bao trái này rồi. Mấy trái mít này bữa hôm mình lấy trái được một nghịch này nó khó. Ở trên nó ra bông nó xấu cắt bỏ mà. Trở lại thì cái bông nằm dưới gốc này nó tẹp. Đó cho nên bắt buộc phải lấy các bạn. Vậy nó có bông rồi bắt buộc mình phải lấy. Đó thì mình nghe được có mưa nó cũng ít cho nên là cái độ trái hư nó cũng ít hơn ha, ít thối trái hơn. Chứ đúng lọt vô cái mùa mưa dầm đó các bạn, để trái này rất là dễ bị thối. Còn cái đợt mình lấy bông tháng 3 nắng ít, mưa ít. Nắng nhiều nên là trái nó bị hư ha. Cây nào khó thì khó ở bông trên nó không được. Ít với bông xấu thì bắt buộc phải lấy ở dưới, tại dưới bông đẹp. Bông nào đẹp ở trên thì mình lấy ở trên, chắc ăn là lấy ở trên đi. Thì trường hợp mà mình mới trường vậy thôi. À, như cái trái này các bạn. Giờ thấy gai là nó, mình nếu mà trái này mà không có xử lý kỹ là trái này sẽ đen các bạn. Nhìn cái gai đó nè. Không, nó không có đều. Quằn quện nó ngộ lắm. Với đặc biệt mình giờ tay vô nó nhám nha. Nó không có mạnh như mấy trái mít bình thường ha. Mình đưa cái tay vô cầm vô nó đổ nhám. Còn trái thứ hai nè. Trái thứ hai mình cầm vô thì nó mít thì nó cầm vô không có nhám nhưng mà cái độ nhám nó hơi mạnh ha, đều gai. Còn cái gai của cái trái lớn này nè. Đó. Nhìn cái gai là mình biết nó không có đều quá ha. Nhìn cái gai nó kỳ kỳ, nó nhìn nó lạ hơn cái gai bình thường đó. Thì nếu mà cái giờ không có xử lý thuốc dầu đàng hoàng là trái này sẽ đen. Đây là hai cắt trái này rồi, bàn xuống đây. Nè, giờ cái lưỡi hái nó dính mũ nha. Lưỡi hái nè đen dính mũ, cắt thấy thôi chứ không có hiện tượng là sẽ đen à. Lấy cái lá mít sạch rồi mũ cái trong mũi vẫn đều đàng hoàng các bạn, chỉ có gai nó xấu thôi ha. Gai nó chạy xấu thôi chứ cái mít thì không bị trong mũi nè, không có sẽ đen. Chứ cái giường thường dùng mít tơ mà không có xử lý cái này ha, sẽ đen dữ luôn các bạn. Sư đen kiểu nhìn đậm luôn á. Nhưng mà
Tuy rằng nó không có sơ đen các bạn, để vẫn được, nhưng mà sau này mình bán á, cái trái này mình bán thì bị lá chơi nha, chơi gai, gai không đều cũng bị lá chơi nha, dạt ra hàng chợ. Đó. Bở mít mà bán đạt thì phải là vừa đạt được cái gai ở ngoài đều ha. Rồi muối ở trong phải đạt thì mới được lấy bán hàng mít xuất khẩu. Cho nên là mình cũng phải loại ha, như vậy mình phải loại hết, bỏ hết. Mớp méo giật gai xấu gì ha, sâu bọng gì. Bỏ hết. Rồi, thì video nãy giờ mình chia sẻ nó cũng dài các bạn ơi. Thôi mình cũng tết thúc video tại đây ha. Rồi mình sẽ chia sẻ tiếp theo video sau nữa ha. Có cái gì không nói là lạ mình chia sẻ thêm nữa. Chào tạm biệt các bạn nha.